nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tại xã Krongna, huyện Buôn Đôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà bia ghi danh liệt sĩ khu vực đồn biên phòng Sherebok. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm 71 anh hùng liệt sĩ thuộc các đơn vị sư đoàn 470, đồn biên phòng Sherebok, đồn biên phòng Po Hen, đại đội 5, công an nhân dân vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Nay là bộ đội biên phòng Đắk Lắk đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các đại biểu cũng đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các anh hùng liệt sĩ. Công trình nhà bia ghi danh liệt sĩ khu vực đồn biên phòng Sherebok được xây dựng năm 2014, nhưng qua thời gian, do tác động của thời tiết đến nay, một số hạng mục đã xuống cấp và nhiều hạng mục chưa được xây dựng. Công trình nhà bia được cải tạo, nâng cấp lần này với các hạng mục chính gồm cổng nhà bia ghi danh liệt sĩ, hệ thống sân vườn và chiếu sáng với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12 năm 2024. Dịp này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tặng cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Ehleu công trình tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng trị giá 400 triệu đồng.